truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại có một cái nội dung video về cái tựa game Pet Simulator đây. Cái tựa game này thì mình nói vui là Pet phần 10 đi ha. Rồi thì ngày hôm nay mình quay trở lại tựa game này để chúng ta nói về nó. Chúng ta nói về cái sai của nó, chúng ta nói về cái dở của nó. Chúng ta chỉ đứng dưới cương vị là người chơi, mình chỉ có thể đánh giá tựa game này dở hay là hay, cũng như góp ý kiến cho admin. Còn nếu admin có muốn phát triển tiếp hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái việc là họ có muốn làm điều đó hay không. À thì đầu tiên mình có một cái rank reward nữa các bạn. Redeem có gì ha? Redeem. Oh wow, nó cho mình 25.000 kim cương. Cái rank này thì 6 tiếng quay trở lại một lần, cũng như cho mình rất nhiều boost. Trong tựa game này, cách mà chúng ta có thể kiếm được boost free, miễn phí ấy, bao nhiêu phần này ha? Ngôi sao, kéo xuống, có hai cái boost này: Triple Coin, Super Lucky, Ultra Lucky. Thì những cái này nếu bạn mua bằng Robux thì không nói rồi. Nhưng mà nếu bạn muốn có những cái free nè, bạn có thể dùng code, admin cung cấp code cho mình. Thứ hai, các bạn lên rank. Đây, có phải mình có rank ha? Cứ đi farm và lên rank thôi. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có một cái rương ở đây, 6 tiếng đồng hồ, nhận phần thưởng, cho mình kim cương ha, rồi cho mình những cái boost, vân vân. Câu hỏi đầu tiên đặt ra, tựa game này quay trở lại với nội dung game có hay hay không? Hay. Không ai nói nó dở cả. Cái dở và cái sai duy nhất của admin đây chỉ là trade. Tại sao lại cho trading ngay lần đầu tiên ra mắt? Trong khi chúng ta đã chơi Roblox 4 năm, 5 năm nay rồi, đều biết mỗi khi một tựa game, đặc biệt là Simulator, ra chế độ trading, nó sẽ khiến cho tựa game bị nát. Những người chơi sẽ cảm thấy không còn nhiệt huyết với tựa game đó nữa. Cái trade này không phải là xấu. Cái trade là một chức năng khá là tốt để cho những người chơi lâu, họ có thể san sẻ với những người mới chơi để giúp những người mới chơi phát triển nhanh. Nếu chúng ta quay ngược trở lại về quá khứ, nếu tôi nhớ không nhầm, cái tựa game Pet Simulator nguyên thủy, Pet phần 1 đấy, nó cũng có chế độ trading. Và khi các bạn muốn trading, ít nhất phải có từ 2 con pet trở lên. Tức là chúng ta đi vô tập farm này, farm các kiểu ha. Làm như thế nào đó các bạn có thể kiếm được thêm một con pet nữa. Nghĩa là mình phải có điều kiện, đưa cái điều kiện ra để những người mới, họ phải cố gắng, họ chơi, họ farm. Mà tại sao tới tựa game này, admin cho chúng ta một chức năng trading không cần điều kiện gì hết? Đây có rất nhiều người farm ở đây ha, Việt Nam cũng có nè, nước ngoài cũng có nè. Rồi quay trở lại vấn đề, phải chi nó cho chúng ta một cái điều kiện nhỏ thôi cũng được. Nó khiến người chơi bỏ thời gian ra khoảng tầm nửa tiếng hay một tiếng chơi game, rồi khi đó mới nhận được cái sự giúp đỡ thông qua cái việc trading. Cái việc dở thứ hai cũng không hẳn 100% do admin game, do Roblox nó quá tệ. Cái chức năng trading giữa hai máy với nhau, nếu các bạn không ràng buộc những điều kiện thì rất dễ bị bất. Và có vẻ như cái tựa game này không là ngoại lệ. Thì như mình nói, tựa game này mới ra 2 ngày thôi, nhưng mà hầu như đa số ai cũng có con bet xịn nhất rồi. Con bet trứng mắc tiền nhất là trứng 1 tỷ đúng chưa? 1 tỷ tiền, Bet Dominate. Và ai cũng có Rainbow, ai cũng có Golden Dominate. Nếu bạn chưa có, là do bạn chưa tìm được người trade cho mình thôi. Và nếu bạn là một người chơi mạng xã hội, các bạn lên trên Facebook ấy, vào những cái group cộng đồng Roblox Việt Nam, thì do bạn coi về đội hình của mình ha, mình là một cái người chơi trong sạch, chỉ hơi nạp tiền nhiều thôi. Nhưng mà mình nói không với hack, nói không với bot game, nói không với gian lận trong game. Thành quả của tôi sau khoảng tầm 11, 12 tiếng chơi game, có thể là hơi chậm ha, thì mình có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con bet Dominate. Trong đó có một con mình hóa Golden. Tức là trong cái con Golden này chúng ta cần phải có thêm 4 hoặc 5 con Dominate bình thường nữa. Đó là thành quả của mình chơi trong một khoảng thời gian dài. Và đương nhiên mình chơi trong những video trước review á, có can thiệp robot, mua kim cương nè, mua teleport nè, mua trang bị 8 con pet này. Ở đây cũng không phải là dạng gà tô ganh tị gì đâu, nhưng nó khiến cho những người chơi nạp tiền, những người chơi chân chính cảm giác bị tổn thương các bạn. Đầu tư tâm huyết của mình, đầu tư thời gian của mình vô chơi lại không bằng một cái người có những con pet bất. Giả dụ nếu tựa game này không ra chế độ trading thì đây sẽ là một cái tựa game tuyệt vời. Một phần là do cái fame của nó từ những phần cũ, và một cái phần á, cách chơi rất là cuốn. Hiện tại có một tựa game đang hot tương đương như vậy, đó là Anime Fighter, một tựa game phong cách pet sim, nhưng những con pet là những nhân vật anime. Và tôi mong cái tựa game Anime Fighter Sim đó cũng đừng bao giờ ra trading. Còn nếu trading á, thì hãy bắt những người chơi có một cái điều kiện gì đó, như là chinh phục được thế giới thứ tư này, hay là farm được 10 triệu tiền này, farm được 50 triệu tiền trong tổng số tiền mình farm, thì trước mắt cũng vui, đúng không? Chúng ta phá đảo game thì trước mắt nó cũng vui, nhưng mà còn gì đâu mà chơi. Như tựa game này nè, nếu bạn trải nghiệm khoảng tầm 5-6 tiếng, bạn vẫn thấy nó hay. Còn những người mới đầu vô chơi, bằng một lý do thần kỳ nào đó, các bạn có những con pet siêu xịn sò, các bạn phá đảo từ khu vực đầu tiên đằng kia tới khu vực này 15 phút à, không thú vị đúng không? Thì nãy giờ mình cố gắng mình nói nó hơi nhiều chút xíu để mình farm lên 1 tỷ tiền. Quanh đi quẩn lại cũng là cái việc tựa game này nó bị một cái dở. Tuy dở mà không dở. Trading là tốt,
Nhưng trading, hãy nên cho một cái điều kiện để hạn chế những người mới chơi không cảm thấy cái sự thú vị từ tựa game này. Thì một vài thông tin cho rằng là trong cái tuần này, tức là một ngày, hai ngày nữa thôi, admin sẽ cho chúng ta một vùng đất mới, coming very soon. Và tôi nghĩ là vùng đất mới nó sẽ cho mình một cái đơn vị tiền tệ mới. Đây, bên đây nó có này, 250 triệu fantasy coin. Qua thế giới mới này, farm lại từ đầu này, lên 250 triệu tiền này. Rồi chúng ta lại quay ngược lại thế giới đầu tiên. Rồi, được 1 tỷ tiền rồi, quay trở về thôi. Mở khu vực cuối, 250 triệu tiền. Sau đó, farm lên 100.000 kim cương. Và trong đây chúng ta có thể trade diamond nha. Vừa trade bet, vừa trade diamond. Do đó thì nó sinh ra một cái dạng con buôn. Buôn những con bet bất, có thể bất, có thể không bất. Và thứ hai là buôn kim cương. Bây giờ đang có 1 tỷ tiền, mình sẽ mở thêm một con bet ha. Các bạn có thể tăng cái sự lucky của mình bằng cách bấm vô đây, sử dụng cái boost super lucky trong 20 phút. Quá trời luôn, cứ lên cấp. Lên rank là nó cho mình những cái super lucky miễn phí và triple coin. Trong hai cái này tôi thấy có triple coin là ok. Nó giúp bạn gấp 3 lần tiền, farm tiền rất nhanh. Nó là super lucky thôi chứ có lucky đâu. Xui thấy mồ luôn. Đây con bé mình có hai con 43%, một con 13%, một con chấm chấm hỏi. Farm gọi là nhức nách luôn mày. Yeah, một con bé của bắp. Chúng ta farm nhức nách luôn mới được có 1 tỷ tiền. Đó là chưa kể tới việc trong tựa game này có hack nha. Dominate Infernus này. Thì thường với 5 con bet, khả năng cao chúng ta có thể hóa thành golden rồi. Bằng cách vô đây, kiếm một số lượng kim cương. 2, 3, 4, 5. 5 con là 88%. 88% là một chỉ số khá cao. Nhưng mà vẫn có khả năng nó rớt nha. Nâng cấp golden, yeah boy. Xong. Như vậy chúng ta đã có 2 con bet golden. Và những con bet khác của mình ha. Với video ngày hôm qua mình nhầm ha. Cái top player worldwide này, nó tính theo số lượng dam của tất cả con bet các bạn có trong inventory. Như là mình nè, this server, mình là 161.000 tổng sức mạnh của tất cả con bet mình có. Rồi top 1, bạn này chắc người Việt Nam rồi. Không phải nghi ngờ, nhưng mà tôi nghi là 24 triệu dam này bao gồm chắc mấy chục con bet bất á. Chứ làm gì game 2 ngày chơi mà chúng ta có 24 triệu dam cho tổng số lượng con bet trong inventory. Nếu mà trường hợp pay to win, một con bet 5.000 robux, chúng ta có 17.500 sức mạnh. Tôi nghĩ chắc tốn khoảng 100.000 robux à. Vừa rồi thì trong video này, chúng ta cùng nói về vấn đề về cái dở của tựa game Bet 10. Và trong một khoảnh khắc nào đó mình nghĩ đây là cái sự cố tình của admin. Không biết là mình có nghi ngờ quá hay không. Admin cố tình làm như vậy để câu kéo nhiều người chơi hơn. Về cơ bản đây vẫn là một tựa game hay, một tựa game gây nghiện. Hãy cùng chờ xem những phiên bản cập nhật tiếp theo của tựa game này nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.